Ngày 31 tháng 7 năm 2023, EU lại tung ra cái gọi là Báo cáo thường niên về Dân chủ, Nhân quyền Thế giới năm 2022. Trong đó, EU cho rằng năm 2022, ở Việt Nam, các quyền chính trị và dân sự tiếp tục bị hạn chế, nhất là đối với các quyền tự do biểu đạt và lập hội. Như mọi khi, báo cáo này khiến dư luận Việt Nam bất bình, cho rằng đây là nhận thức lệch lạc, đánh giá hết sức phiến diện, thực chất là xuyên tạc sự thật với mục đích xấu. Đưa ra ý kiến phản bác, ông Minh Quân cho rằng quyền tự do biểu đạt và lập hội ở Việt Nam đang được đảm bảo rất tốt. Trước hết, hiện nay, sau hơn 35 năm đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu lại bị tàn phá bởi chiến tranh, bao vây cấm vận của các thế lực phản động quốc tế, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, có nền kinh tế ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quốc phòng an ninh được củng cố. Việt Nam đã là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, có quan hệ đối tác tốt đẹp, nhiều mặt với 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc, có quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược với các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức, nền kinh tế quốc gia có nền kinh tế phát triển, trong đó có EU. Nhìn chiều dài lịch sử, khẳng định chưa bao giờ đất nước Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay. Để có được những kết quả đó, bên cạnh những nỗ lực đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, không phủ nhận được quyết tâm bảo đảm quyền tự do, dân chủ, phát huy sức mạnh nội sinh, người dân Việt Nam tạo mọi điều kiện, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, luật pháp cùng với nền báo chí Việt Nam phong phú đa dạng, cung cấp thông tin mọi lĩnh vực của đời sống, mà còn là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, Internet phát triển mạnh mẽ, được các tổ chức và đông đảo người dân tin dùng, góp phần hữu ích trong thông tin truyền thông. Các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị đều thành lập các cơ quan tiếp dân, thu nhận, phản ánh kiến nghị và trả lời kiến nghị của người dân. Không những vậy, chưa khi nào hội đoàn của người dân lại phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thực thi quy định hiến pháp và pháp luật. Có 31 tổ chức, hội hoạt động trên phạm vi cả nước được nhà nước cấp kinh phí để tạo điều kiện hoạt động vì đó là lĩnh vực nhà nước cũng có trách nhiệm thực hiện hoặc khuyến khích thực hiện như để thúc đẩy nền văn học nước nhà, bảo vệ công lý, phát triển, phúc lợi xã hội. Những điều đó chứng tỏ luận điệu của EU cho rằng ở Việt Nam các quyền chính trị và dân sự tiếp tục bị hạn chế, nhất là đối với quyền tự do biểu đạt và lập hội là phi lý. Còn việc báo cáo đề cập đến thành phần được dán nhãn, nhà báo, blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền, cũng như các nhà hoạt động môi trường tiếp tục bị bắt và bị truy tố với những cáo buộc mơ hồ về tội chống lại an ninh quốc gia hoặc trốn thuế và bị kết án tù dài hạn trong các phiên tòa có ít hoặc không có sự tiếp cận của công chúng. Càng cho thấy, mục đích xấu đằng sau cái gọi là báo cáo về nhân quyền, thực chất can thiệp bảo vệ cho kẻ phạm tội, vi phạm pháp luật đã bị xử lý. Dễ hiểu vì sao báo cáo này đang được các cơ quan truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA hay các thành phần phản động được dịp theo đóm ăn tàn xuyên tạc, suy diễn, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Thật đáng tiếc, những đánh giá hết sức phiến diện này làm tổn hại đến mối quan hệ nhà nước và nhân dân Việt Nam, EU.